Hello, xin chào, tao là máy nhớ xúc công nghệ nghe là 1.0 hotline 0886 99 3 15. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây có hỗ trợ 6 led hồng ngoại có ban đêm và dung lượng pin dùng liên tục được khoảng tầm 25 tiếng. Thì mẫu này có tên là S500 Plus nhé. Nó thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các mua hàng chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, đây là cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ S500 Plus này. Đó, mắt camera siêu nhỏ nhé. Độ lớn mình một đoạn dây dù tầm 20cm về thân camera. Đó, thì chức năng của chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus này là có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại với chất lượng ảnh là full 4K sắc nét. Đó, và đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một dây cắm sạc này. Thì khi mà camera kết hết pin, bạn sẽ cắm sạc pin lên sạc pin điện thoại thôi. Bạn sẽ cắm sạc pin khoảng tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi là để pin nhé. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Thì bước đầu tiên là bạn sẽ tải cho mình ứng dụng là lắp cam về điện thoại này. Tiếp theo là bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera phát ra. Đó, sau đó tiếp theo là bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam này. Các bạn đã chọn vào một đoạn kem sầu để xem nhé. Cũng như là bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách xem kết nối xem trực tiếp từ xa như nào. Đó, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào. Ở trong này có rất là chi tiết rồi. Thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong này là có thể sử dụng ok nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây S500 Plus này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Vi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Vi Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus này thì cũng giống như những dòng camera V99 này, camera V100 này, F199 200, F300 và F400 này nhé. Đều sử dụng ứng dụng là lắp cam để xem. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Mình cất phụ kiện đi. Đó, đây là phần mắt camera nhé, mắt camera siêu nhỏ này, một đoạn dây dù khoảng tầm 20cm với thân camera. Đó, thì trên phần thân cam đây thì sẽ có những cái nút này, nút ngoài cùng đây sẽ là nút reset nhé. Thì khi mà cam các bạn dùng lâu mà bị đơ là chất lượng ảnh nó kém thì các bạn sẽ dí liền mà nút reset này khoảng 10 giây để reset camera. Đây sẽ là cái công tắc bật mở on off nhé. Các bạn gạt sang on cho nó bật thiết bị, còn gạt sang off cho nó tắt nhé. Đây sẽ là chân cắm sạc này. Và dưới chân cắm sạc đây sẽ là cái cắm thẻ nhớ. Đó, thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào. Đây, gắn vào như này. Cho bạn sẽ bật công tắc nguồn sang on nhé. Đó. Khi mà các bạn bật công tắc nguồn sang on, thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ lên như này là camera đang hoạt động nhé. Đó, tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lắp cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cả là App Store để tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cả là Samsung để tải nhé. Đó, thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là lắp cam về điện thoại rồi. Tiếp theo là bạn đi chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Sau đó tiếp theo là bạn đi chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera siêu nhỏ S500 Plus này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F đằng chữ G đằng trước, một vài số và một vài chữ là không có mật khẩu, được bạn sẽ kết Wi-Fi đó vào. Rồi, bạn đợi một chút và được kết nối xong thì sẽ dấu tích cho mình nhé. Nó khi kết nối xong là bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Và tiếp theo là bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Các bạn nên chọn vào mục là cancel nhé. Thì khi mà các bạn chọn vào mục là cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là đi vào online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích với chữ online màu xanh. Sau đó tiếp theo là bạn nên chọn vào mục là cancel để xem nhé. Nào, mình sẽ quay cam mình trước cho các bạn xem. Đó, chất lượng ảnh của chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus này rất là ok nhá. Soi chữ bạn xem này. Đó, công nghệ này là 1.0 này. Điện thoại Zalo 0886 99 3 45 này. Rất là ok nhá. Đó, tiếp theo là bên các bạn muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn hãy chọn bằng cái loa này.
Alo 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 alo, cho camera và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh nhé, và sẽ phát ra cái tiếng là bạo âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bạo âm như vậy nó sẽ mất đi đó. Và tiếp theo đây, các bạn muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào hình máy chụp ảnh đây, nó sẽ là chụp ảnh màn hình này đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video này, các bạn hãy chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu lại video nhé. 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì các bạn chỉ cần kích một lần thôi là tự động sẽ lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Dropcam. Tiếp theo thì hai tam giác này sẽ là đảo chiều nhảy sang trái sang phải này, cũng như là đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một góc mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn cứ để nguyên như vậy thôi. Đó, và tiếp theo thì chế độ ánh mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của ảnh nha. Các bạn thể là cho chế độ ánh sáng của ảnh nó cao lên này. Đó, cũng như bạn thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho ánh sáng nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng nha. Đây. Tiếp theo thì chế độ ảnh quả cầu. Chế độ ảnh quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của ảnh nhá. Các bạn thể là cho màu ảnh nó đậm lên này. Hoặc là các bạn có thể là giảm màu đi, cho màu ảnh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng này. Đó, tiếp theo thì chế độ ảnh mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng. Và phạm vi mà các bạn có được ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, rất là xa. Và khi mà các bạn có ban đêm thì mắt camera sẽ không bắt ánh sáng hết nhé. Hồng ngoại là ngoại đen. Đó, và bây giờ các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi. Đó là tự động ảnh sẽ trở về ban ngay và sẽ có màu như bình thường. Đó, và tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của ảnh ở đây. Thì ở đây nó sẽ có chế độ là 1080 này, 2K và 4K. Thì các bạn có thể chọn thành 4K sắc nét nhé. 4K là chế độ cao nhất. Đó, rất là nét luôn. Đó. Thì giờ mình đã test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus. Tiếp theo là mình sẽ vào một cái đặc chung ở trong cái ứng dụng là Dropcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặc cơ bản ở trong cái ứng dụng này. Các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt nhé. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào mục là device setting này. Thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mật định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là new password ở đây, sẽ là 123456 này. New password bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi vào. Đó, sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó, rồi bạn kích ok là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này, sẽ là mục giúp bạn có thể là kích vào cái chế độ là tự động lưu video và ảnh vào trong thẻ nhớ các bạn. Đó, thì ở đây nó sẽ có mục là auto record nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt vào mục là auto record này lên thì camera sẽ tự động ghi hình cho các bạn là 2:24 và trong thẻ nhớ cho các bạn. Alarm record sẽ là một ghi hình khi có chuyển động nhé. Là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động ghi hình vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Còn khi mà không có người di chuyển có mắt cam thì cam nó sẽ không lưu. Tiếp theo sẽ là mục video duration này. Là mục để các bạn để chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Ví dụ như khi mà mình chọn là 3 phút đi. Đó, thì các bạn giờ đủ 3 phút thì cam sẽ tự động lưu một file video hình ảnh vào trong thẻ nhớ được các bạn. Đó, còn khi mà các bạn chọn là 5 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự vậy thôi. Total đây sẽ cái dung lượng bộ nhớ của cam nhé. Thì vừa rồi mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ đã 32GB vào bên trong. Thì ở đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 29808MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam khi mà các bạn lưu video vào, còn thừa bao nhiêu thì sẽ ở bên dưới này nhé. Format đây sẽ là giúp các bạn thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì các bạn chọn vào mục là OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì các bạn chọn vào mục là Cancel đó mình nhá. Tiếp theo sẽ là mục Wi-Fi setting này. Thì trong mục Wi-Fi setting này thì cái camera siêu nhỏ S500 Plus này nó sẽ tìm ra cho các bạn những Wi-Fi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc camera siêu nhỏ S500 Plus này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh ở đó. Và tiếp theo là các bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Đó, giọng kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ của mã là S500 Plus. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886993345. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí được bác. Bây giờ là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.